Hello, hôm nay thời tiết rất là đẹp, rất là mát mẻ các bạn ơi. Nên mình lại đi dạo và chia sẻ tiếp cái câu chuyện của cô cháu người Việt lấy chồng Đức như thế nào các bạn nhé. Thì trước khi chia sẻ thì U70 xinh đẹp có lời cảm ơn tới tất cả các anh chị em, các cháu trong cái thời gian qua hơn 2 năm nay đã đồng hành, ủng hộ, giúp đỡ cô rất là nhiều. Và cô cảm ơn và hậu tạ không bao giờ hết. Và rất mong rằng từ bây giờ trở về sau, các em, các cháu và các bạn vẫn tiếp tục đồng hành, ủng hộ cô nhé. Các bạn có biết không, cái video vừa rồi mình đăng ấy là mình làm trước lúc mà chưa đi viện, nhưng chưa kịp đăng thì mình đi viện. Thì ở trong bệnh viện thì cũng như mình vẫn nói đấy, là mạng nó rất yếu, không thể tải được, nên mình phải bỏ, không đăng được. Thì về nhà nó có những cái rất nhiều cái mới, cho nên là mình có mới của riêng mình ấy, cho nên là mình gác lại, mình không đăng. Thì cháu cũng có hỏi, thì bảo cứ từ từ, cô đang ốm, đang mệt. Thì cháu ấy nói là vừa rồi lâu quá ở nhà bà cháu không có video xem. Nhiều khi xem video ấy là hay hơn là gọi điện trực tiếp. Thì hôm nay mình đăng thì cô cháu rất là mừng và gọi điện cảm ơn cô. Những cái ngày cô ở bệnh viện ấy, cháu cũng cứ gọi điện hỏi thăm chúc sức khỏe rất là nhiều, mà cũng lo lắng cho cô. Thì hôm nay mình đăng thì cháu rất là mừng. Và cháu nói rằng cháu cảm ơn cô rất là nhiều. Thì cháu muốn đăng tiếp, cô có làm được không? Bảo có, cô làm được. Thì ngay ngày hôm nay là chiều chủ nhật, bây giờ mình đi dạo là buổi tối. Lúc chiều ấy, ông chồng cô ấy về đi rồi, thì bắt đầu là gọi điện nhắn và hai cô cháu nói chuyện. Và cô ấy kể tình tiết để cho mình nghe, rồi mình sẽ nói lại và đăng. Thì cháu ấy nói thế này: suốt từ cái hôm mà xảy ra đấy cô, ông ấy đi tát cháu một cái đấy, cháu đã quyết rồi. Cháu ở lần này đứt thì đứt, cháu xác định rồi. Thì không ngờ, cháu nói thì bắt đầu ông ấy sợ. Ông ấy những nhũn như chi chi, cũng như cái video vừa rồi mình kể đấy. Thì ông ấy thay đổi rất là nhiều. Và ông ấy đi làm thì ông ấy cứ gọi điện về, nó không như mọi lần, gọi điện về rất là quan tâm. Và theo cháu nói, theo cháu nghĩ, thì cô cháu nói là theo cháu hiểu ấy, thì có thể là ông ấy rất sợ cháu bỏ nhà cháu đi, mà lúc ông ấy vắng nhà cũng giống như là bà vụ vợ cũ của ông cũng thế, cho nên ông ấy sợ lắm. Cho nên là ông gọi điện cho cô, cho cháu. Nhưng mà tính chất là quan tâm, nhưng mà cháu nghĩ là không phải một phía. Ừ thì càng tốt, nhưng mà cứ cho là người ta quan tâm đi, mình đừng có, cô mình mới nói thế, mình bảo là mình đừng có đa nghi quá. Rồi có thể là ông ấy tốt thì mình làm thế, mất hết cả cái lòng tốt của ông ấy, nó không hay. Thì thôi kệ đi. Thế bây giờ cháu muốn kể như thế nào thì cháu kể cho cô nghe. Thì cô ấy nói là trời ơi, gọi điện về tình cảm lắm, về nhà cũng rất là tình cảm, rất là bình đẳng, cháu làm cái gì cũng vào làm cùng, rồi nói cười cười vui vẻ, chứ không như mọi lần ra trưởng mà cứ coi thường cháu, cứ nghĩ là, cứ cho là cháu là người nước ngoài ngu si đần độn, không biết cái gì. Nhưng lần này thì không, cho là mình đã nói rồi, người ta thường nói đấy, theo tình thì tình trốn, đúng không các bạn? Mà trốn tình thì tình theo. Chuyện đời nó là như vậy, mình càng sợ, càng nún, càng xuống thang thì người ta lại càng được đà, người ta trà đạp. Mình suy nghĩ, mình suy từ mình ra mình biết. Thì mình cũng có nói với cháu, nhưng mà cháu kiểu như là nó sợ, nó không dám. Thì và rất là vui vẻ, tình cảm mà
cháu ấy nói là ngày xưa ấy là ông ấy không muốn đẻ đâu, ông ấy sợ, sợ có con, sợ tốn tiền, sợ vất vả. Nhưng mà bởi vì là cháu thích có con, để cho cái giấy tờ của cháu nó chắc chắn ấy. Cháu cũng ghê lắm, cũng khôn lắm ấy các bạn ạ, không phải vừa đâu nhá. Bên mình ở ngoài xem thì cứ bảo là cô ấy thế nọ thế trai, cô ấy suy nghĩ sâu xa mà khôn lắm đấy các bạn ơi. Thì đến bây giờ cô ấy nói là bây giờ ông ấy ở, không biết là ông ấy giả vờ hay thật, ông mà ông muốn đẻ một đứa nữa. Thì mà trong khi đó ông ấy có hai đứa con riêng rồi nhá, hai đứa con riêng thì cũng rất là may mà nó lớn rồi, ông ấy không phải trả tiền nữa. Chứ bên Đức này có con bé mà lương cao á, phải trả tiền con vỡ mặt các bạn ạ, không có tiền đâu. Đấy thì trước ấy là ông không muốn cô ấy đẻ, thì cô ấy thích đẻ một đứa, để kiểu như quan niệm của người Việt Nam ấy là có một đứa con nó ràng buộc nhau đấy, rồi thì giấy tờ của cô ấy nó chắc chắn đấy, cô ấy nghĩ thế. Nhưng mà đến bây giờ thì cô ấy không thích đẻ nữa, cô ấy thích là đi làm để đón con. Thì ông ấy cũng hứa với cô ấy là ông ấy sẽ đón, nhưng mà hứa thế thôi, biết đâu ấy người ta, một khi người ta không muốn thì nó nhiều lý do nó các bạn ạ, mình không biết trước được, đức họ rất là thâm. Thế thì cô ấy nói là cô ấy chắc chắn là tự thân vận động, mình thấy thế hay đấy, đúng như mình nghĩ, tự thân vận động đúng không các bạn. Hoa này tím đẹp quá này. Thì về là cô ấy làm cái gì cũng chui vào làm cùng, rồi rất là tình cảm. Mà người Đức ấy thì các bạn biết thế đấy, họ hay kiểu xoa suýt xoa má, xoa người, kiểu tình cảm, rồi thỉnh thoảng lại hôn mới hít. Mà cô bảo cứ bình thường thì cô còn không tức, nhưng mà cái kiểu vui vẻ niềm nở quá, rồi âu yếm quá thì cô ấy tức. Cô ấy tức là cô ấy nghĩ lại cái lúc trước đối xử với cô ấy không ra gì, chứ không phải là cô ấy lại mừng. Nhưng mà ông ấy không biết, nhưng mà cô ấy nghĩ là nghĩ trong đầu thôi, chú cũng không nói ra các bạn. Đấy thì ông ấy nói là ông muốn đẻ một đứa nữa. Thì cô ấy nói là thế trước mày bảo mày không thích cơ mà, ông ấy, nhưng mà bây giờ tao thích. Thì cô ấy bảo đẻ từ từ, bởi vì bây giờ cô ấy còn đang muốn đi làm, con cô ấy gửi trẻ được rồi, rồi cửa hàng mở cửa trở lại, và cô ấy cũng đi làm móng, làm thuê, làm móng cho người Việt Nam, nên là cô ấy không thích đẻ. Thì cô ấy bảo là đẻ từ từ, cô ấy muốn đi làm phải có lương thu nhập để cô ấy đón con cô ấy. Thì ông hứa là ông bảo đẻ ông sẽ đón, nhưng mà cô ấy bảo cô không tin. Đúng đấy, cũng theo cũng nghĩ suy nghĩ cứ giống như mình ấy, người ta nói thì nói thế thôi, nhưng mà đến lúc người ta kéo dài, nay bảo mai, mai bảo ngày kia, nay lý do lấy chấu, mai lý do lấy chấu, rồi thiếu cái này thiếu cái khác, dần dần nó quá tuổi con bé, không sang được đúng không các bạn. Nên là cô ấy đi làm ông cũng không cấm nữa. Nói chung là mọi cái nới lỏng hoàn toàn, nó thay đổi với trước hoàn toàn, không thể tưởng tượng nổi ấy, các bạn ạ. Thì mình cũng rất mừng là cho cô ấy. Rồi ông ấy hứa là ông ấy đón, nhưng mà ông bảo, cô bảo là nhưng mà bây giờ tao mày đã có một đứa rồi, thế một đứa con của tao nữa là hai, thế mày có hai đứa nữa là bốn, thì chúng ta đủ rồi. Đấy. Thì cô bảo là có thể là ông cũng nói thế thôi, chứ ông cũng không thích. Mà thường ấy, mình cũng biết ấy, Tây người ta không thích có con đâu. Cũng có người thì họ đẻ rất là nhiều, nhưng mà ít lắm. Đa số ấy, người Đức ấy, người ta đang cân bằng dân số đây này, người ta bảo 50 năm nữa là người Đức
sẽ thiếu dân số trầm trọng. Bởi vì nhá, mình ở chỗ nào mình cũng thấy thế, của các cái block của mình nhá, hoặc là block chỗ khác này, cả mấy block ấy không có trẻ con, mà nếu có chỉ có của nước ngoài thôi, của hội thổ này nhiều thôi, còn người Việt không có các bạn ạ. Đấy, người Đức không có, à quên, người Việt có, nhưng người Việt thì cũng mải làm giàu, không đẻ nhiều như người nước ngoài. Người nước ngoài họ đẻ nhiều lắm, chứ người Đức thì ít lắm các bạn. Thế cho nên là người Đức người ta còn khuyến khích đẻ ấy. Nếu mà cứ có đứa con thứ tư nhá, là còn được rất là ưu tiên ưu đãi. À, tiền Kindergarten nó cũng tăng này. Rồi như con của mình ấy, năm ngoái ấy, nó mua nhà là bốn đứa ấy là được đâu một năm là được 150 một đứa, 10 năm thì được 45.000 cho mua nhà. Nhưng mà con mình nó bảo năm ngoái thôi, chỉ một cái năm đấy thôi, chứ không không phải năm nào cũng có. Bởi vì những cái luật ấy người ta ra nó cứ mới liên tục ấy các bạn, nên là nó không có cái gì là cái cố định cả. Thế cho nên người Đức họ sợ đẻ lắm, mà họ cũng không cả thích cưới, họ cũng không cả thích cưới, họ chỉ thích ở với nhau thôi. Bởi vì ông này ông ấy phải cưới cô này, là vì có cưới thế thì mới đón cô ấy sang được các bạn. Thế thì thì cô ấy nói là cứ để đã xem đã, tao muốn đi làm để tao đón con tao. Thì ông bảo ông hứa ông đón thì mình cùng các bạn hãy chờ xem nhé. Và ông ấy vui vẻ lắm, ăn uống cái gì thì ông ấy về thì cô ấy ăn thì không dám ăn, bởi vì những cái người mà người ta không ăn được ấy là người ta về vào trong nhà là người ta ngửi thấy mùi các bạn ạ, nên cô ấy không dám mua, không dám mua về. Mọi lần về là ông ấy khủng khủng điên điên, rồi ông ấy quăng, rồi ông ấy nói nọ nói chai, nên là cô ấy không dám. Thì những lúc mà cô ấy thèm ấy, bực quá, chứ mình đang chia sẻ thì có một lũ thanh niên ấy đi qua, nó mở đài nhạc, không biết là nhạc có vào trong máy không thì mình phải tắt đi. Bây giờ mình lại chia sẻ tiếp đây. Thì nhiều lúc cô ấy thèm đồ châu Á thì cũng có một vài người bạn thân, và người ta cũng rất là thông cảm cho cái hoàn cảnh của cô ấy. Thì ăn uống là người ta hay gọi đến người ta cho ăn, thì cô ấy bảo cũng đỡ thèm. Và vừa rồi ông về thì ông lại còn hỏi, mày không ăn à, mày cứ đi mua về mày ăn, mày thích thì mày cứ đi mua về mà ăn. Đấy, lại còn tâm lý thế các bạn ạ. Thế thì thôi thì cũng mừng cho ông ấy, cho cô ấy. Thì và lại còn quan tâm, rồi còn hỏi quần áo ăn mặc, rồi mọi cái. Tại vì cô ấy không có tiền, trên cô ấy sống cũng rất là giản dị. Thì ông ấy biết mà, ông biết tất cả mà. Ông ấy nói là mày có đi mua mấy cái quần áo, bây giờ cửa hàng nó mới mở đấy, thì đi mua đi, cần tiền tao cho. Thế là sông có khúc, người có núc, đúng không các bạn? Các bạn nhìn cái cây này, lá đỏ này đẹp quá này. Cây này rất là đắt nhé. Cái cây này mình cũng không biết tên nó là cái gì, nhưng mà lá nó đỏ cực đẹp, cực đẹp luôn. Thì nhiều khi ông ấy nói kiểu như là quan tâm, nhưng mà có chút tò mò. Cô bảo cô đi làm thì ông hỏi đi làm ở đâu, đi làm nhà ai, đi làm cho Tây Việt hay làm cái gì, làm bao nhiêu tiếng nọ kia, thì cô cũng nói hết. Rồi ông ấy bảo thì tùy thôi, mày thích đi thì mày đi, nhưng mà con cái với này chó là phải chăm sóc, không được bỏ bê. Ông nói thế thôi, chứ ông không cấm như trước nữa. Thế cho nên là mình thấy rất nhiều trường hợp nhé, vợ chồng người ta như thế, nhưng mà ít người bị cả đời nó các bạn ạ. Nhiều khi là cái người chồng ấy, người ta cũng suy nghĩ, người ta thay đổi đấy.
Đấy, mà như những mấy cái video lần trước ấy, là nhiều người cứ bảo mình là khuyên cháu ấy bỏ đi, nhưng mà nó không bỏ. Đến bây giờ nó sung sướng. Một khi nhá, ông chồng cũng đã nhũn, ông đã xuống thang rồi á, thì cô này lại thỏa thích. Thỏa thích nói, thỏa thích làm gì thì làm. Mà kể cả cưỡi lên đầu lên cổ ông cũng phải nghe. Đấy các bạn ạ, đây nó là như thế. Và cô ấy mừng lắm. À, ông ấy rất là quan tâm. Ăn uống rồi nhắc mua quần áo rồi ví dụ như là lại còn như thế này nữa. Từ trước đến giờ ông không bao giờ ông ấy cho tiền để gửi về cho con. Nhưng mà bây giờ ông về ông còn hỏi là thế mày có muốn có tiền, mày có muốn gửi tiền về cho con mày ăn học không? Tao giúp. Thì cô ấy bảo là cô ấy cũng ghê lắm đấy, cô ấy kêu ấy. Cô ấy không bảo như người ta là mừng quá. Ôi rồi mừng quá, thích quá. Ok đâu, cô ấy bảo là cái đấy thì tùy mày thôi. Nếu mà mày nghĩ đến con tao, mày cho con tao thì tao cảm ơn. Thì ông này còn nói tại sao mày cứ nói con mày với con tao để cho nó xa cách. Tao yêu mày, tao lấy mày thì con của mày cũng như là con của tao. Trời ơi, nói nghe cô ngứa cả cái lỗ tai đúng không các bạn. Trước thì coi không ra cái gì, bây giờ cũng tao yêu mày, tao lấy mày, tao coi mày như con mày cũng như con tao rồi. Mẹ mày có khỏe không, mày có cần gửi tiền về cho hai bà cháu sinh hoạt không? Thì cô cũng trả lời thế. Thì không biết là có cho hay không. Thì cái này thì cô ấy kể thôi chứ mình lại không hỏi tần mẩn. Các bạn nhìn cái cây hoa nhài này, nhài thật đấy nhá, nhưng mà cái nhài nó to thế nhỉ, không phải nhài cảnh đâu, thơm cực kỳ luôn ấy. Hoa này cũng rất là đẹp. Đây là bên ngoài bờ sông đây. Mình đi bộ từ từ bởi vì hôm nay nó cũng mát. Trời ơi các bạn thấy không, mình đi mình chia sẻ vừa đi vừa nói, thở thở nói rất là mệt. Ok thì cái video này là chia sẻ tiếp cái cuộc đời sang trang của cô gái Việt lấy chồng Đức như thế nào, và có cái gì mới thì mình chia sẻ cho các bạn xem. Bây giờ mình đi bộ là gần đến cái chỗ cái tốp thanh niên nó ngồi, nên là mình rất sợ là nó mở đài nhạc nó vào thì mình sợ. Thì mình xin dừng ở đây các bạn nhé. Mẹ câu chuyện thì nó cũng đến thế. Nên nếu mà có mới nữa mà cháu ấy kể tiếp thì mình lại chia sẻ cho các bạn xem nhé các bạn nhé. Thì rất mong các bạn yêu thương và ủng hộ mình thật là nhiều. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye các bạn, hẹn gặp các bạn ở cái video sau nhé các bạn nhé. Bạn nào thích video này thì chia sẻ, bấm like và share. Và ai là mới thì đăng ký cho mình nhé các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất rất là nhiều. Chúc các bạn gia đình ấm áp hạnh phúc, tràn ngập tiếng cười. Ok, bye bye. Hẹn gặp lại, bye bye.